Dạ vâng, xin được cảm ơn chào đón toàn thể quý vị, ông bà, cô chú, bác. Chúng ta đến trong tiệc dỗ kỳ cơm ba cuốn sang trong buổi trưa ngày hôm nay. Lời nói đầu tiên cho phép Diệu Thúy xin được thay lời gia đình cũng như anh em thực hiện chương trình mến gửi đến cho tất cả quý vị lời kính chúc sức khỏe tất đạt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng, xin được cảm ơn tất cả